Chào các bạn. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng loa có thiết kế rất là độc đáo đến từ hãng âm thanh AR. Đây là một cặp loa rất là hiếm, được sản xuất theo số lượng limited giới hạn. Cặp loa mình muốn giới thiệu ở đây là cặp loa ARM6, một dòng loa thiết kế cột với cái phần mô đun trép và mid nằm phía trên và hai loa bass 20 nằm phía trong cái thùng cột này. Cái phần mô đun này có thể tách rời nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy rõ ở đây là cái phần một phần mô đun phía trên. Đây, mình sẽ quay gần để các bạn nhìn rõ hơn. Đây là phần mid và trép. Còn đây là cái lỗ thông hơi. Loa ARM6 có chiều cao lên đến 1m1, tính cả cái phần phía trên này, và chiều ngang là 23, chiều sâu là 24. Thì cái bát 20 nó nằm, hai cái bát 20 bên trong thì nó nằm hướng này, hướng ngang này nha các bạn, hướng dọc này nha các bạn. Dưới loa thì nó có cái lỗ thông hơi để khi tiếng bát nó đánh thì nó sẽ, cái âm bát nó sẽ xuống phía dưới giống như cái tiếng sấp vậy, nó sẽ làm cho tiếng bát rất là hay. Lát nữa mình test thì các bạn sẽ nghe cảm nhận được tiếng bát nó hay đến chừng nào. Và gắn dây loa chúng ta cũng gắn phía dưới, nên nhớ là cái phần này tháo ra được nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy mình tháo ra là đó. Ở phần trên này là phần mũ đun trép và mic, nó làm bằng nhựa. Phía sau nó có một cái dây để chúng ta nối từ cái phần hai cái bát lên cái phần trép và mic. Đặc biệt cái phần phía trên này nó vẫn có hệ thống phân tầng nằm riêng nha các bạn, chứ không phải là phân tầng của bát nằm riêng, phân tầng của mic và trép nằm riêng. Đánh giá về chất âm đôi ARM6 này thì đây là một đôi loa mình nghe cảm nhận chất âm bát rất là tuyệt vời. Hai cái bát đều là bát thật nên cho âm bát rất là ấm, sâu và chắc. Chúng ta không còn lo thiếu bát khi chơi các loại nhạc mà thiên về tiếng bát nữa. Còn về mid và trép thì nó thể hiện rất là chuẩn xác, âm thanh tơ nhuyễn và rất là chi tiết, ngọt ngào. Các tiếng nhạc cụ ra rất là đều và thể hiện rất là chuẩn xác. Kết hợp nghe với nhạc vàng, nhạc trữ tình hoặc là các loại nhạc ngoại đều thể hiện rất là tốt. Trong video clip này mình sẽ ghép với âm ly Pioneer và test cho các bạn nghe thử một bản nhạc vàng. Ok, các bạn cùng nghe và thưởng thức nhé. Thank you.
Thành xong bài test đôi loa độc đáo ARM6. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên nhé. Bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video mà mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.